còn nó sùng mạng lên nha mọi người. Làm nó sùng mạng nói chung cái dòng này mình bắt để thằng thứ nha mọi người. Người ta đang phát cỏ kia nghe ồn ồn nha mọi người. Con này mới mắc à? Này cũng nhỏ. Con này chắc tầm. Ui. Em hổ ngựa. Đúng. Kí nó cắn gần chết rồi. Hả? Rồi ok, chào tất cả mọi người buổi sáng nha. Chào mọi người đến với kênh Vạn Lý Do Cuộc Sống Khán Giả của tụi mình. Bây giờ bữa nay mình đi lên Buôn Đôn đi với anh Sáng nha mọi người. Chào mọi người đến anh Sáng. Chào tất cả cô dì chú bác các anh chị nha. Được. Bây giờ hôm nay tôi thánh buồn nôn, hôm qua buồn nôn nhiều quá, giờ vẫn xem buồn nôn. Để buồn nôn, để đó chiều về em buồn nôn tiếp. Rồi và bữa nay hai anh em mình có đem theo ít cái lòng xì cua nha mọi người. Chưa bỏ chuột luôn, à, bỏ chuột rồi mà chưa bỏ lúa. Tại mình đem theo có ít chuột nè, lúa, nước uống nha mọi người, với lại tua lưới đây. Rồi bây giờ để anh Sáng ăn ổn mì đi, rồi giờ mình vô thăm cái đầu tiên chỗ này luôn nha mọi người, gần sát chỗ này luôn nè. Rồi giờ mình vô mình thăm luôn. Rồi giờ mình đem mấy cái secure này mình đặt vô chỗ dùng này luôn nha mọi người, dùng này dùng mới nè, chưa đặt được cái nào luôn. Giờ mình đặt luôn mấy cái này luôn. Thì ấy cái tham, cái toàn bỏ xuống ấy cái toàn lại chẳng. Rồi giờ bây giờ mình lộ qua đây mình đặt mấy cái này luôn nha mọi người. Rồi khi nào tới điểm thăm tiếp rồi mình quay tiếp cho mọi người xem. Đây nè, chỗ này nè, hơi bị đẹp luôn. Hôm bữa là dính một chồng to với lại một. Đây nè, cái chỗ này đầu bữa dính một một trâu to nè. Chụp đó mất cơ ta. Ôi chuột chết lâu rồi. Chuột chết ra giò luôn rồi. Hả? Không có. Chết, nó chết lâu rồi. Nó chết lâu rồi. Sáng giờ mới được em đầu tiên nha mọi người. Thăm 7-8 cái rồi giờ mới được em đầu tiên này. Mini. Cái dấu ói là dấu chết. Ói à, tút ói hôm qua rồi lắng bóng. Lại có mùn nôn. Đi 7-8 cái rồi chứ chi. Cái dòng nó vù cái nó lườn khiếp nhá. Nó cuốn cây. Rồi được em đầu tiên luôn nha mọi người. Trời ơi, 7-8 cái mới được em chút ác. Em này chắc được 1-2 lạng quá. Một ký rưỡi. Ký rưỡi à. Rồi giờ mình bỏ chục mình đặt lại luôn nha. Chỗ này hơi bị đẹp luôn mà. Cái hôm bữa còn dính con hổ hành. Này còn dính con hổ hành. Nắng quá nó hơi chói. Cái chỗ nào mà hơi chói mọi người xem video thông cảm nha mọi người. Trời ơi, chuột nó cắn nhau máu chảy tình le luôn không. À, tới 7 tiếp theo rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi giờ mình coi cái tiếp theo luôn nha mọi người. Đó. Cái này hôm bữa là mình dời từ bên này nè, thấy bây giờ trống á, gần cái chỗ bờ hồ á. Đó mình dời chỗ này nè, mình dời tới chỗ đây. Mà cũng móm luôn. Chuột đã mất rồi. Chết này thì à. Chết à? Chết queo rồi nha mọi người. Kiến nó sơi luôn rồi. Thôi giờ mình bỏ chuột mình đặt lại luôn nha. Được em hành thứ hai nha mọi người. Em này cũng mini luôn chút xíu à. Phải ghê, ta không có hàng được, chính toàn mini không. Ê ê ê ê, ủa em bớt giỡn chui ra cạc đầu giờ. Ừ.
Kệ có còn hơn không. Nó toàn là mini không à. Em này em thứ nhất đây. Giờ mới được em thứ hai. Cái này là cái kế tiếp cái đó luôn nha mọi người. Mà hai cái sát nhau luôn. Được hai em hành mini luôn. Tốn con chuột cái gì? Thì cái dính mấy con này tốn chuột chứ được cái gì đâu. Chuột bây giờ quý lắm. Nói chung là kìa. Mắc lâu thì thấy chuột rồi. Nó tiêu hóa luôn rồi. Mắc từ cái ngày hôm mình thấy. Này còn được mấy chục con đây. Còn được chừng này chắc 20 con. Cắn máu me tành le nè. Chả hiểu sao mấy con này cắn nhau miết ta. Con này rách mồm luôn nè. Đó, nó xịt xì dầu nè. Thánh buồn nôn. Xịt xì dầu đây. Hai con này là đủ buồn nôn rồi. Cái gì vô tư mất thùng. Thì cái bốn hai con chuột mất thùng. Mất mẹ. Sống bây giờ chủ yếu là buồn nôn như má tiền để chết có mang theo được đâu. Đúng, chính xác. Về là cái buồn nôn đúng không? Là cứ sướng trước đã rồi tính. Lon hai lon buồn nôn là sướng mồm là tính sau. Từ ngày về làm lon hai lon là tính đúng không? Coi đại ca bắt chuột đi. Nãy giờ ra một con chuột là thấy tiếc lắm như vàng. Dịch kiểu này cả tháng là mới có. Thì cái chứ bây giờ cả tháng nữa mới có chuột á. Má lấy của chủ kia đồ má chém 180-200 thì mình chết. Rồi để anh San đặt lại cái đó luôn nha mọi người. Và bây giờ mình lên mấy cái trên này luôn. Phía trên này còn 4-5 cái nữa. Rồi cái mình qua hướng khác. Rồi khi nào tới điểm thăm tiếp theo mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Có không anh? Không luôn à. Mõm luôn nha mọi người. Lúc sớm giờ được có hai em hổ hành tí ép à. Tò mõm không? Được, giờ có cần ngồi để câu đúng bài luôn. Hồ này mới nhiều cá nè. Chuột đã hết rồi mà. Kiến nó còn sơi còn bộ xương không nữa mới ghê chứ. Bỏ luôn hả? Bỏ luôn. Nó ăn còn bộ xương không. Còn bộ lông với xương không mà. Để hết chuột rồi mà kiến nó còn nê đi nữa là thôi lại luôn. Cắn rồi mày. Cắn rồi mày. Ý. Bớt giỡn đi chứ. Biết sao nó cắn cái tay mình nhắm nó bung ra. Bung ngược lại. Giờ mình bỏ chuột mình đặt lại cho cụ luôn nha. Đó, mới giờ thăm cái trong này mà chuột nó bị kiến nó sơi quá rồi. Rồi giờ hai anh em mới tới cái điểm tiếp theo luôn nha mọi người. Điểm này phải đi sâu vô trong này một tí. Toàn chuối được không à. Nói chung là chỗ đẹp đặt hơi bị đẹp luôn. Đó, nhìn mấy cái lối này êm không. Đặt hơi bị sướng luôn. Nói chung mỗi lần mình đặt là mình né mấy cái bụi tre này ra. Bữa nay là măng nó mọc á. Có hàng không ạ? Nào. Đây cửa con cũng được ta. Đi từ từ ra đi con. Má nó gài cửa con nhá. Ôi. Chuột đi đâu rồi? Đi này chứ. Đồ. Cái gài cửa con cứng ngắc thế này. Cái này là có hàng rồi. Nó gài cửa tôn nha mọi người. Mà không biết chắc nó vô không được sao nó gài cửa tôn sao nó. Kiến nó dứt luôn. Nó thấy gài cửa tôn là thấy sướng rồi. Kiến là kiến. Toàn là kiến không à. Nó gài cứ ngắt cửa tôn nhưng mà bị con gì nó ăn mất rồi. Chắc nó vô không được. Kiếm đường vô mà nó vô không được. Nó ăn không chục luôn à. Rồi giờ mình vô bẫy tiếp theo phía trong này luôn nha mọi người.
bên trong này còn cái nữa nha mọi người. Dạ, đây nè. Đó, trong đó đó. Em thấy trắng trắng rồi nữa em mới biết là như vậy. Có móm luôn nha mọi người. À, chỗ đẹp vậy nhưng mà toàn móm không à. Khu này hơi bị đẹp, dưới này là toàn là đá không nha mọi người. Đi mà không cẩn thận là té lấy bà luôn. Mình sáng đang đem cái đó dời vô phía bên trong á. Rồi, bây giờ mình qua mấy cái phía bên này luôn nha mọi người. Phía này trải dài xuống mình còn 5-6 cái nữa. Rồi khi nào tới điểm, tới cái bẫy tiếp theo rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Rồi anh sáng đang đặt lại cái kia kìa. Phía đây mình còn cái nữa nha mọi người. Chợ kiến không à. Có hàng luôn nha mọi người. Cũng được. Này tầm 7 lạng nha mấy. Vàng vàng ống rồi. Đây là em thứ ba luôn nha mọi người. Gì đâu mà toàn mini không ta. Người ta đang phát cỏ kia nghe ồn ồn nha mọi người. Con này mới mắc hả? Này cũng nhỏ. Con này chắc tầm 4-5 lạng nha mọi người. Rồi, vô. Ba em này chắc tầm ký chứ mấy mà. Kệ, nhỏ to gì lấy hết. Thiệt đấy chứ. Toàn móm không. Đi thay gần hết chuột rồi nha mọi người. Mà kiếm gạo mà đủ quá. Đéo có mùi to thì được mùi nhỏ. Tốn rượu nữa chứ được cái gì. Tốn bia. Rồi giờ mình bỏ chuột mình đặt lại luôn nha mọi người. Bên kia người ta đánh cỏ ồn ghê luôn á. Sợ mắc mấy cái bẫy trong bên đó nữa chứ. Tranh thủ đi qua chứ không để mất mấy cái bẫy bên đó nữa chứ. Người ta đang đánh cỏ bên cái chỗ dùng mình đánh luôn. Mới ăn cắp mấy cái cho mấy. Nào hồi sáng giờ mất mấy cái rồi nha mọi người. Người ta đi phát cỏ á. Bẫy lồn. Người ta đánh bằng máy á. Mất hết bẫy. Rồi giờ anh sáng đặt lại chỗ cũ luôn nha mọi người. Rồi khi nào tới bẫy tiếp theo mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây được 3 em rồi đây. Này chết chuột nữa nha mọi người. Kiến lại kiến nữa. Trời ơi. Nó ăn còn một xương không à. Phía bên trong này còn một cái nữa nha mọi người. Rồi rồi. Có hàng nha mọi người. Ôi. Hổ mèo chà bá lửa luôn trời. Con này to lắm anh Sáng ơi. Hổ mèo. Má con này nó to. Con này to lắm nha mọi người. Rồi để mình đem ra đây mình quay lại cho mọi người xem nha. Nó sơi còn hơn con robot này. Trời ơi. Nó sơi còn chỗ con chuột máy tính. Ừ. Chơi còn bộ sọ không à. Đây là chuột máy tính. Rồi giờ mình xử lý con này luôn nha mọi người. Con mèo này hôm bữa giờ quên đem theo kính nước ta. Thiệt cái chứ, bắt loại này phải đem. Cái dòng này mỗi lần mình bắt ra mình mang theo kính nha mọi người, cho nó an toàn nha mọi người, nó phun vô mặt. Con này cũng to nha mọi người. Nói chung cái dòng này mình bắt để thằng tướng nhà người. Ui khổ hơn. Con này chà bá luôn á. Con này 9 lạng. Ừ.
con này phải gần cả ký nha mọi người. Hổ mèo rồi, hổ mèo cỡ này là to lắm rồi nha mọi người. Con chả bá được nó luôn, cực kỳ hung dữ luôn nha mọi người. Bắt mấy cái dòng này nên đeo kính vô, bắt cho cẩn thận cho nó phun vô mắt hay là vết thương đồ mà bị tại xước đó nha mọi người. Nói chung là nguy hiểm lắm. Đưa cái con này về. Thôi bây giờ mình không có bắt con này ra lưới đi nha mọi người, mình để em trong lòng luôn, mình quấn đem về luôn, đem về rồi có gì mình bỏ vô lòng lớn luôn cho nó khỏe. Chứ bây giờ bắt ra mất công rồi, lấy ra lấy vô nữa mất công, nó phun vô mặt nữa. Con này hung lắm nha mọi người, được cái nó phun nọc liền, chà bá luôn đó luôn. Mình đã chứ, con này mà gặp mấy anh bảy tặc mà mấy anh nào mà chưa biết đồ, chưa biết rắn rít gì mà tha vô mà bắt nó phun cho mù mắt luôn. Bây giờ mình cột lên xe mình đi luôn. Khi nào về tới nhà rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Lúc nãy đúng quá, mất mấy cái bẫy giấu dính con này cho nó xịt cho đuôi mắt luôn. Ừ. Má nó. Rồi, thôi bây giờ mình qua cái bẫy tiếp theo rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Lại được cái dòng này ghét ghê nha mọi người. Nói chung là đi bẫy mà gặp mấy cái dòng này chán lắm. Rồi, mắm luôn nha mọi người. Suối này hôm bữa khô, giờ nó mới vừa có nước lại rồi nha mọi người. Nè. Mưa hôm bữa giờ có nước rồi. Trong này mình còn cá nha mọi người. Nè. Ánh sáng đang tầm. Có không anh? Chú còn không? Chuột còn luôn nha mọi người. Hên quá, chỗ này chuột nó không chết. Rồi, giờ mình đi vô cái hàng phía trong này nha. Phía trong này mình còn 4 cái nữa. Con ngựa nha mọi người. Cứ tưởng hồ mèo hết rồi. Ui. Em hồ ngựa. Đục, kiến nó cắn đầm chết rồi. Hả? Ui, kiến nó cắn đầm chết rồi nha mọi người. Để mình đem ra mình xử lý nó nha. Hả? Kiến nó chết rồi. Đừng em một người nha mọi người, hên rồi, tới kịp chứ không, kiến nó cắn chết rồi. Kiến quá trời luôn, hình như nó ói đây sao quá, kiến nó vô độc dày đặc luôn. Nãy cứ tưởng hổ mèo, không dám đụng luôn á. Kiến nè. Xém chết. Con này cũng vừa nha mọi người. Nhìn hung chưa kìa. Người ta cứu cho rồi còn hung. Kiến quá trời luôn. Ở khu này thì kiến nhiều ghê ta. Theo không, nó không đi là đây. Không đi là toi rồi. Con kiến này bu dày luôn. Rồi giờ mình bắt nó ra luôn nha mọi người. Xử lý nó luôn đi, để kiến nó cắn tội nó. Em này là em thứ tư nha mọi người. Tính em hổ mèo nữa là em thứ năm rồi. Rồi, hai hành hai ngựa nha mọi người. Rồi, ngựa này nữa là ngựa thứ hai, ngựa này to hơn con hồi nãy. Trời ơi, con này cũng to, đâu phải nhỏ đâu, to đùng mà. Gặp ca ve kiến không. Đó lườm nó đòi thấp kìa. Bắt dạy không? Có con là mới vào mà. Mới vào trong là chết mất rồi chứ. Rồi, em này là em thứ tư luôn nha mọi người. Con này to hơn mấy con nãy. Sớm cho được chuyện này đây. Hai hành hai ngựa với lại một hổ mèo. Giờ hai anh em mình còn mấy cái nữa sao? Còn 3-4 cái nữa là hết cái khu vực chỗ này nha mọi người. Rồi giờ mình bỏ chỗ, mình đặt lại chỗ cũ luôn nha. Khi nào tới điểm thăm tiếp theo rồi mình quay tiếp cho mọi người xem. Rồi giờ còn cái cuối cùng với kia, ánh sáng mới giờ đi xuống thăm rồi nha mọi người. Để ánh sáng anh xuống anh thăm một mình anh luôn. Giờ mệt quá rồi. Giờ bây giờ mình tổng kết thành quả của hai anh em mình nha mọi người. Giờ mấy giờ ta? Giờ 11:20 rồi. Rồi coi tranh thủ về nhà ăn cơm luôn. Sớm giờ hai anh em mình thăm tầm 40 cái nha mọi người. Bây giờ đây thành quả của anh em mình đây. Giờ còn được mấy con chuột, 2-3 con á. Rồi đây thành quả của anh em tụi mình đây. Ngày này móm quá mọi người, toàn chuột chết không à. Chuột chết với lại trật không à. Ngày này không biết sao mà không thấy rắn rít đồ đi, trâu bò đồ đâu hết trơn rồi.
đâu mất rồi đó. Đây, trong hộp này. Đây, quả của anh em mình đây. Đó, thịt hai ngựa, hai hành. Chắc từng này tầm 2 kg chứ mấy. Tầm 2 kg rắn nha mọi người. Với lại được một em hổ mèo nữa. Đây, qua mình quay hổ mèo cho mọi người xem nha. Mắm luôn hả anh? Mắm luôn, cái cuối cùng mắm luôn nha mọi người. Đói luôn á. Đây, còn đây là em hổ mèo nha mọi người. Đó, nó cuồng nọc quá. Hơi bị hung luôn. Con nó gầm hồi nãy giờ á. Rồi để tí về mình bắt ra luôn nha. Rồi giờ mình tổng kết thành quả ở đây thôi. Chạy muốn miếng anh, khát quá rồi. Miếng bịp con à? Phải miếng bịp con không? Anh Sáng đang đi bắt miếng bịp con. Thấy miếng bịp con đâu rớt ra trên này xuống. Rồi phải vậy thôi nha mọi người. Mình tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Mọi người thấy video hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho anh em tụi mình nha. Cảm ơn mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Chào mọi người nha. Đói rồi.